Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ỷ Thiên TV trong phần chơi Minecraft Volcano Block. Và chúng ta đã quay trở lại sau một thời gian. Hello, có ai còn nhớ tôi không? Ai còn nhớ Volcano Block không? Mình đã quay trở lại rồi đây. Hello. Chúng ta đang ở trong chương trình truyền hình trực tiếp nha. Đây. Rồi, và có nhớ chúng ta đã làm gì rồi chưa? Làm được tới đâu rồi? Hello các bạn. Rồi, và vô nhìn lại thì ở trong này á, chúng ta đang có rất là nhiều thứ được trồng ra. Có cái tro nè, bỏ vô cái tro cho nó khỏe. Bỏ cái này biết tới chừng nào mới xong. Phải làm cái này nữa. Tro controller, ok luôn. 700 mấy symbol storage không có, đây là symbol trophy chứ không phải symbol storage. Không có rồi. Rồi giờ làm storage cho cái gì vậy, tấm lộn. Rồi đâu cần phải có cái compacting trước. Compacting cái gì đó, cái controller, lộn, compacting gì, controller, nether cord. Oh yeah luôn, nether cord đâu, hình như không có nether cord ta ơi. Nether cord, bấm giờ làm sao để có được nether cord. Nether cord dust bỏ vô trong rotary rider, nghiền nó ra. Cục này làm được nè, cục này là chuyển từ đây. Sao? Đây, lock up cord, rotary rider, mở lên bỏ vô, nghiền đi. Đó, bỏ vô xoay. Kìa chưa? Rồi ngồi chờ nó xử lý một cái. Up. Nó sẽ xử lý cho xong rồi chúng ta làm tiếp. Nó chậm ghê luôn á. Chậm thiệt chậm. Có cách gì làm nhanh hơn không ta? Nether cord grinding recipe disable. Vô thấy cái chữ disable là hả, không vui rồi. Botania. Cái này khỏi nói, cái này không có cửa đâu. Này hả, còn là xa vời lắm. 2000 năm sau hả? Giờ này đem magnetic reassembler. Oh no luôn. Thế vậy câu đầu block up coal này chúng ta có bớt được không? Hình như không bớt được mà chỉ làm cái bên đây thôi. Đau lòng quá. Cho nên mình mới xài nham thạch. Dung nham chứ quên. Dung nham. Đây, một bập. Đổ dung nham vô. Đây là một xô dung nham. Chờ nó lên cái phần hit một cái. Chờ xíu. Nó lên hit một cái là xong. Trong phần chơi này á, chúng ta rất là bị hạn chế về nhiều thứ lắm. Pristine diamond, ổ pristine giỡn hoài. Phải coi cho kỹ. Cục kim cương đó là trong tình trạng hoàn hảo. Đây sẽ là drawer controller. Cần phải có công thức này trước. Không làm được kiểu này không? Không cho. Lấy xuống đây. Khoan hai cái chứ. Rotary grinder. Để lên. Bỏ hai này ra. Ok luôn. Bang. Nó đây. Cái lòng đang chơi don rap đó. Ok. Có cái thùng không mà cũng khó nữa. Cái vô đây cái bùm. 7 cái. Bên nó đủ không ta? Ta sẽ qua bóc hốt cái cục kia ra. Đem cái thùng này ra được không ta? Được luôn. Ngon lạnh. Rồi xong.
cắn xuống cái draw, đập bể cái này. Căng quá đi. Vô đây. Vô đây. Gì vậy? Thảo này vô đây hay vậy? Chưa gì chọn chỗ rồi con. Biết chọn chỗ luôn. Đem ra một cái. Đây là phiên bản gọi là gì ta, phiên bản cũ hả? Phiên bản cũ cho nên mấy món này là tự động gắn vô là nó vô à. Nó còn mấy cái phía trên nữa, ta chỉ cần gắn vô thôi. Gì nữa ta? Melon với hột giống. Còn quýt nữa là xong. Củ dền nữa. Nó vô này luôn rồi nè. Ra. Oh yeah luôn. Chừng nào 1.20 ra rồi tính tiếp. Chưa xuất hiện thì chưa nói gì được. Rồi full luôn. 2048. Nâng cấp cái coi. Vô quất bang 6 cái. 6 cái. Này mình làm 8 cái luôn mới ghê. Qua đây, qua đây, qua đây. Nâng cấp luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok chưa? Gì vô nhiều dữ vậy? Vô gì nhiều dữ vậy? Tập ra. Ô, oh, về yeah luôn. Hút gì ghê vậy? Hút mấy cái hộp giống này nè. Tập ra. Bay ra đây, bay ra đây. Hopper. Hopper nâng cấp được. Hopper cho lên cấp độ kim cương. Chắc phải vậy. Oh no. Nước chảy, nước chảy. Nước chảy quá. Đi ra thôi. Nước chảy quá đi. Đây là chỗ để chúng ta tiến hành nâng cấp. Chúng ta sẽ cần phải có cái backpack nữa. Nhiều thứ quá. Rồi bỏ lên. Nâng hopper lên. Hai cái. Lấy xuống. Cất vô. Kim cương. Kim cương như đây là đủ. Nâng maximum luôn. Đúng rồi. Tại vì mình cũng cần có một cái thôi à. Giờ muốn làm thêm một cái nữa cũng được. Cho tôi lên một cái. Xong. Bỏ vô. Coi tốc độ coi làm sao. Ok chưa? Tốc độ, tốc độ. Tao để kiểm tra coi. Ô, oh, có khác, có khác. Được, được. Ok. Tốc độ này ok nè. Được á. Không có AE, không có refi. Chết, Iron chết không có. Chỉ có chết builder này thôi. Mà chết builder này á, làm thì cũng được, không có khó khăn gì. Nhưng mà đập cái rớt đồ luôn nha. Cái chết builder đó. Giờ nếu mà muốn nâng cấp á, là phải làm cái chết builder. Vô. 64, 18, 64, 18. 64, 18, 64, 18. 18, 18 nhân cho 8. Oh no, lại phải chặt cây nữa. Có cái gì chặt cây giùm không? Wood. Oakwood. Root. Sapling. Đúng rồi, root coi. Chặt hẹp quá. Chia ra. Bùm. Lên đây. Đâu rồi? Tám mươi bảy cục ở đâu? À, sẵn 37 cục ở đâu? Que này hả? À, thì làm thôi, có sao đâu. Không thấy thì cứ làm. Các bạn ngồi á, là các bạn có thời gian để còn ngó thử coi cái đó nó có hay không. Còn mình nhìn qua mình không thấy là mình cứ đi làm mới cho nó nhanh.
Khỏi cần mất công ngồi đó rồi hả, phải dòm coi thử, ủa giờ nó còn ở đó không hay là nó không còn ở đó nữa, thôi cứ làm mới đi cho nó gọn, hỏi nó nhiều. Rồi bây giờ thời khắc đã tới, thời khắc quyết định, bỏ vô và bỏ vô. Cái chết màu gì đây? Cái chết chỉ có một màu thôi, cái chết màu trắng, chết màu đỏ. Tên nó là 24 cột và 12 hàng. Rồi giờ bấm ping. Chỉ có 18 thùng nhưng mà mình làm nhiều lắm. Để sau này mình có thêm thùng làm tiếp. 288 slot nên retain nha, nó sẽ không giữ đồ lại đâu nha. Và chuẩn bị. Chuẩn bị. Đập ra. Gắn cái chết vô, mở lên. Bấm nữa hả? Chơi mà bấm hoài, bắt người ta bấm hoài hư chuột sao? Đó rồi giờ tạm thời còn phía sau nữa, gắn vô một cái, từ từ cứ bình tĩnh, gắn kỳ á, nghĩ sao gắn cái đồ này ở đây, người ta phải gắn ở đằng trước nè, người ta làm gì vậy hả, người ta coi từ phía đằng trước chứ ai coi từ phía đằng sau. Item interface cable gắn lên, gắn cái storage terminal lên đó, phải vậy mới được, ai mà coi từ phía sau coi tới. Muốn chế tạo gì này nọ là có từ bên đây luôn rồi, và cần phải có thêm thùng nữa, một chục cái thùng. Và nói tóm lại trong ngày hôm nay thì ỷ Thiên TV đã chính thức quay trở lại cùng với phần chơi Volcano Block. Và bây giờ chúng ta sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác. Bye bye.